Xin chào tất cả các bác nhé. Và trước mặt các bác đang là một mẫu trầm JBL Bass 30 chỉ đỏ gân vàng, chỉ khâu đỏ. Nói chung là trong tầm giá là 1,5 triệu là chốt luôn bác ạ, không phải lăn tăn. 1,5 triệu là chốt. 1,5 triệu là chốt luôn. Đẹp mà, con này đẹp mà. Đấy, nghe thêm một tí nói nó sẽ hay hơn này. Có tín hiệu.